Dạ, thưa quý vị các bạn, mọi người đừng quên cái địa điểm này nha. Mình đang đứng ngay đúng cái vị trí này là cái vị trí sẽ thực hiện cái buổi bán hàng, ghi hình bán hàng tiếng rau 4.0 cùng Coleman để giúp cho cụ Tèo, giúp cho ngoại Tèo kẹo ú, chợ Buôn Hồ. Sau khi đi một vòng khảo sát chợ thì mình thấy cái chợ này rất là dễ thương và là một cái chợ quê mà mình đối với mình rất là ấn tượng. Chính vì vậy cho nên mình nghĩ là có thể là bán ở trên Buôn Mê Thuột thì nó sẽ tốt hơn, sẽ được rất là dễ thu hút đông đảo bà con đến hơn để giúp cho ngoại. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình thích làm ở đây, tại vì ở đây mình sẽ thấy được những cái gì đó nó rất là đặc thù ở địa phương, và nó là những cái chợ quê nó dễ thương vô cùng. Và thứ hai nữa là rất nhiều khán giả ở Buôn Hồ đó, quý vị bạn thân nhìn thấy bên kia đường cũng vậy, đang rất nhiều người, nãy mình đi trong chợ cũng vậy, mọi người rất là muốn mình phải thực hiện cái chương trình tiếng rau tại đây, và mình thấy cũng cần phải giới thiệu cái địa điểm này, cái địa phương này, bởi vì chắc có lẽ quý vị các bạn cũng như mình khó mà chứng kiến được cái cảnh mà cái chợ quê như thế này, cái chợ địa phương mà ở tại cái thời đại 4.0 như bây giờ, đúng không quý vị các bạn? Hồi giờ ở đây giờ vô nhà cụ đi sao? Dạ, ở đây cũng gần nhà bà, mình đi bộ được luôn anh. Anh muốn đi bộ. Đi bộ không hả? Dạ. Đi cho nó tiêu bụng cho nó. Đó, vô. Ở đâu? Đi ngược lại hả? Đi thẳng lại cổng chợ. Rồi. Đi thẳng lại cổng chợ luôn hả? Ồ, như dưới kia là thung lũng núi ha, đẹp quá hả? Không biết là mà thông thường thì chợ ngoại Tèo thường nấu kẹo vào cái tầm giờ này khoảng 4:30-5 giờ. Và mình hy vọng rằng là bây giờ mình vô trong đó thì mình cũng có sẽ thấy được, cũng sẽ chứng kiến được ngoại Tèo là nấu kẹo như thế nào. Những cái hình ảnh của ngoại Tèo thì chắc chắn là quý vị các bạn chúng ta không thể nào quên được, đúng không? Những cái hình ảnh mà phải nói là những hình ảnh vô cùng cảm xúc. Đó, sáng nay mình post lên mình thấy bà con, trời ơi. Có tóc gì trời. Dạ chắc mua hết chợ quá. Cái gì cũng mua hết. Dạ 9 giờ sáng chủ nhật nha, bà con ủng hộ nha. Rồi ủng hộ comment nha, ra tới trời giờ này mà vẫn còn bán cá là thấy thương không? Đó bà con cô bác ơi. 4 giờ nè, 4 giờ 30 phút. Bây giờ là 16 giờ 30 phút chiều. Trời ơi đi xa quá trời, tụi nó đi gần đi bộ. Ồ, ngay cái chợ, ngay đầu chợ này dễ, rất dễ nhận diện, có một cái bồn nước. Mình nghĩ cái bồn nước này có khi nó cũng phải đến cả 100 năm á. Có khi từ thời Pháp luôn á. Dạ. Đây sẽ là những khách hàng tiềm năng của mình vào sáng chủ nhật. Nếu như mình bán ế quá, mình sẽ vô mình dí các chị này mua giùm. Thế từ cụ ngoại Tèo năm nay là theo như mình biết là 86 tuổi, 86 rồi, 87 tuổi rồi đó, U90 đó. Cái hình ảnh của ngoại thì chúng ta cũng thấy ha, thật sự là thấy ngoại còn rất là khỏe đấy. Nhưng mà nói gì nói ở cái tuổi gần quá vậy.
Ở cái tuổi của ngoại thì một số người khác thì người ta đã phải người ta nghỉ ngơi an yên ha, an sống một cuộc đời an nhàn, có con cháu lo, con lo cháu lo. Nhưng mà với ngoại thì ngoại vẫn thích làm. Thứ nhất là hoàn cảnh của ngoại thì theo như mình được biết, các bạn đi trước team, các bạn bên biên tập sản xuất mình tìm hiểu thì ngoại cũng không có phải là gọi là quá khó khăn giống như một số trường hợp khác. Tuy nhiên là ngoại yêu thích cái nghề của ngoại. Đó, thì chương trình Tiếng Rau cũng một lần nữa sẽ được nhắc lại với quý vị các bạn, là cái chương trình Tiếng Rau không có nhất thiết là một cái mục đích của chương trình không phải hoàn toàn là thuần túy một là thiện nguyện. Đó. À, mình chỉ nó có hai mục đích. Thứ nhất là trong đó có cái phần thiện nguyện, có. Những cái phần thứ hai là mình muốn giới thiệu lại hình ảnh, những cái hình ảnh, những cái tiếng rau mà nó trở thành những cái nét văn hóa rất là xưa, nó gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam mình nói chung, cũng như là các như thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn nói riêng, các tỉnh thành nói riêng. Đó. Và như cái hình ảnh cái kẹo ú, chắc là nhỏ chắc quý vị các bạn cũng biết rồi, mình ăn kẹo ú bao nhiêu. Vậy chứ bây giờ một số bạn trẻ không hề biết kẹo ú là gì luôn. Sáng nay ngồi nói chuyện có nhiều bạn không biết cái kẹo ú là gì, cứ nhầm nó với kẹo kéo. Nó có kéo nhưng mà nó phải kẹo ú, nó không phải kẹo kéo. Mình nói cho đỡ quên mệt, đi bộ không hơi đuối. Đây là đường vào nhà ngoại. Ồ, đây có quán cà phê dễ thương vậy. Sáng chủ nhật nha, sáng chủ nhật ra ủng hộ chú nha. Đây đúng không? Ủa không phải. Để coi mình định vị cái nhà ngoại này, không cần ai chỉ nha. Mà không chỉ sao biết trời. Thôi bà con cố gắng chờ chút xíu ha. Đó. Sắp tới rồi. Đó. Nghe tiếng heo kêu. Trong nhà nguyên cái chuồng heo. Đây để quay được cái video này thì cái người mà cực thì không phải là mình, mà là bạn sang quay phim, bạn đi lùi không à. Bây giờ bạn đi lùi riết mà cái kỹ thuật đi lùi của bạn có thể nói lên tới đỉnh cao. Đó. Giống như là phía sau bạn là phía sau óc bạn có gắn con mắt vậy đó. Thôi để mình đứng tới ngã ba đường là mình phải suy nghĩ. Khỏi cần chỉ tôi cũng biết rồi, ở đây đúng không? Phải nhìn cái nhà nào xưa à, đấy. Hôm qua có thấy cái tấm hình của xe của ấy chụp ở đây nè. Trời ơi cái nhà đẹp quá. Đó, quay xa xa nhìn thấy cái nhà fix máy là coi cái nhà đó. Trời ơi đây. Đây là nhà của ngoại tèo tên thật là Nguyễn Thị Năm. Năm nay ngoại 87 tuổi. Ngoại đã gắn bó với cái nghề kéo kẹo ú có lẽ là hơn 50 năm. Để lát mình hỏi ngoại, không biết ngoại còn nhớ không nữa. Nghe tiếng lục đục, không biết phải ngoại không. Đó. Hết sức im lặng. Đây. Đó, thưa quý vị các bạn. Đây, thưa quý vị các bạn, là nói tóm lại là ngoại hiện tại mình cảm giác là ngoại không hề biết có một cách có tới 3-4 máy quay phía sau lưng ngoại, cho nên mình muốn giữ cái khoảnh khắc này nó yên thiệt yên để bà con cảm nhận được cái sự cô quạnh của tuổi già bên bếp lửa. Oh, no, yeah.
Sạch đèn. Nó nói sạch đèn. Xe đèn đi. Dạ, đèn đang vô, xe đang vô. Anh có đôi má chứ có. Bà không có gài gì đâu. Mở luôn cái cửa ra con, cửa nhà trai mới mở ra. Ủa, bà cứ quậy, phải quậy đều vậy hả bà? Dạ. Mình nấu cái nồi quậy nồi. Quậy cho nó tan đường hả con? Dạ. Là mình nấu bằng đường đường cát hả bà? Đường cát với đường vàng. À, đường cát với đường vàng. Chứ còn nấu một cái đường cát không là nó lợ. Dạ. Phải nấu đường vàng vô. À, nấu đường. Ít thôi. Dạ. Vàng. Cầm chắc sợ bà khó chịu quá. Để. Ồ, đường cát đường vàng là mình bao nhiêu ký đường một nồi vậy bà? Nấu hả? Một nồi vậy bao nhiêu? Bao nhiêu hả? Dạ. Bao nhiêu bà nấu 3 ký á. À 3 ký đường. À. Vừa đường cát trắng vừa đường vàng luôn. À. Dạ. Do cái bếp nó ấy này. Dạ. Cái đồ bà nấu ấy là nấu là cứ đập nấu là nấu bếp nó dầu dạ nó ướt
À, do cái bếp bên đây nó bị ướt. Ừ, mưa anh... mưa nó ướt không? Nước chảy. Dạ. Rồi. Cái bà đánh bên cái bờ đánh nó có nổi. Dạ. Để con đánh phụ cho hồi bà kia, nha. Kia bà đánh là 10 kg. Ờ. Bây giờ nó yếu tay rồi. 10 kg ra được bao nhiêu kẹo? Con. Dạ. 10 kg thì mình nấu mấy lần mới được 10 kg. Dạ. Ừ. Mình nấu cứ lần 10 kg là hơi tí mấy á. Với mình nấu lần 10 kg là quân ngủ đâu mà đánh con. Dạ. Nó còn nở nữa mà. Dạ. Nó bung kẹo ra là nó nặng lắm. Dạ. Ừ. Là bình thường bà bán là bao nhiêu ký kẹo bà? Bà bình thường bà hả? Dạ. Thì bà nấu bà thấy... bán đi chợ hả? Dạ. Hả? Mỗi ngày đó, dạ đúng rồi. Ừ. Là 3 kg. 3 kg, sao con thấy bà ôm cái cục đó nó bự quá trời bự luôn. Cái con thấy cái bà ôm cái cục kẹo nó to thiệt to không biết. À. Dạ. Con cứ tưởng chắc nó phải 5-7 kg vậy, thấy bà ôm có vẻ. Chắc tại dáng tướng bà nhỏ con quá. Trời ơi, lưng bà là cái nghề của bà hồi giờ mày làm sao con? Dạ. Đi học mà không có chỉ đâu. Dạ. Cái bà kia thì đang học mà thấy cái nhà bà dơ quá. Dạ. Dịch mẹ đó. Dạ. Rồi chùi sâu chùi nâu cho bà. Dạ. Rồi cái rồi đổ nước cho ngâm cho bà. Dạ. Xong rồi cái bà ấy nói thâu rồi bà có học là bà dừng chỉ. Dạ. Nó chỉ vậy. Bà nó chỉ giòn, nó chỉ vậy. Mô Phật. Dạ. Thâu bà. Dịch mẹ đi. Rồi tôi làm cỏ làm rớt cho bà, đỡ rớt cho bà cái đã. Dạ. Rồi tôi làm hết. Cái rồi đưa cái mấy cái nồi đó tôi chùi cho. Chùi xong hết rồi cái bình bà về. Dạ. Bà về cái bà không có học. Ừ. Cái bà về bà nằm nghỉ đây. Dạ. Bây giờ vậy mình ra chợ mình mua cha nó một tí đường đi. Dạ. Rồi mua chừng trái chanh to to về nàng rái hột ra. Dạ. Rồi nàng vô. Dạ. Nàng vô rồi mình đổ từng em. Dạ. Nước đây. Ờ. Qua đây. Dạ. Qua rửa qua nước á. Mình bác là mình nấu thử rồi đã. Dạ. Được á, không được mình ăn. Không được được á thì mình làm luôn. Dạ. Mình chơi luôn. Dạ. Cái mình chơi luôn. Mình chơi luôn. Được. Cái đồ đậu á. Dạ. Ram trước 10 kg. Dạ. Rồi cái mình sơ sơ thôi. Dạ. Còn cái mè á. Ừ. Mình phải vỏ. Dạ. Vỏ để chi nó thơm. Dạ. Ừ. Còn cái mè để ấy á. Dạ. Có thơm. Là coi như bà tự học luôn. À, tự làm luôn. Tự học tự làm. Ừ. Làm theo công thức của bà luôn. Vậy đó. Giờ mấy chục năm rồi bà. Bà làm này mấy chục. Học ai. Dạ. Bà làm này mấy chục năm rồi. Đó đúng là mình đỡ. Nó cũng lanh cái tí. Lanh cái tí. Cái tí cũng thông minh. Dạ. Rồi về cái rồi mình làm luôn. Cái tí cũng thông minh. Không có đi học nữa. Mà thấy phải làm dơ quá. Chịu không nổi. Dạ. Thôi. Làm cha đi trời. Rồi bà hỏi chắc trời thôi bà không học bà về đi. Dạ. Thôi bà ơi. Mày quá. Không tôi về. Rồi cái văn cái đây là cái văn bếp mà quyền thoại của ngoại tèo nè. Rồi. Thế hổ hổ chạy đâu. Dạ. Họ nói ăn cướp nghề của khổ vậy đó con ơi. Nhưng mà ngoại bắt đầu nấu kẹo là từ năm bao nhiêu tuổi ngoại? Coi như bà làm cái hồi mà cái chợ cũ ở dưới đó. Dạ. Cái chợ đó con biết không? Cái chợ bà Huệ đó. Dạ. Ừ. Dạ con cũng không rành lắm. Rồi lên đây là sân banh. Dạ. Đó sân banh cái đó. Rồi tới đây 10 mấy năm này ạ. Dạ. Bà múc miếng nước đó con. Cái dột ở đây. Ờ. Thôi để đây này. Cái dột. Cái dầu nó vô kẹo quá là nó hư kẹo hết. À cũng phải đi. Dạ. Phải dùm được rồi. Khổ vậy chứ ngờ nó lẫn hết con nó để làm mà chưa phải làm được. Dạ. Phải khóa ra. Nữa rồi làm hết cái rồi dạ. Mà làm. Cứ khuấy đều tay vậy thôi hả bà? Ờ, dạ. Vậy đó. Ừ. Không khuấy nè. Nó đúng cái cây gậy này cũng nó này giống như cây gậy Trường Sơn vậy nha, lâu năm lắm rồi đó. Để mà coi giờ ấy đường hết chưa rồi làm sao mình biết được giờ bắt đầu mình nấu luôn. À giờ nấu khi nào nó tới rồi rồi mình thử nước. Dạ. Lấy cái đó ấm nước này à, không mình thấy đây
mình đặt cái đây. Dạ. Để mình thử. Tới rồi mình nhét xuống. Dạ. À. Cái mâm đây. Mâm đường, mâm dầu á. Dạ dạ. Ủa này. Mâm một cái chuỗi. Đây để con ấy cho. Làm cái gì con? Để con ấy cho. Được đâu, được đâu để con. Trời. Ôi ngoại. Cái gì cũng phải chịu. Ngoại năm nay dạ đúng rồi, ngoại nói câu rất hay, cái gì cũng phải chịu khó. Chịu khó ấy. Chứ không có cái gì, không có gì xung. Khó quá. Dạ, dạ đúng. Mình đừng nói gì khó hết. Đây nha, con này hay nha. À, các bạn. Mất dạ. Cái mất gừng á, con biết có mất gừng không? Dạ biết. À, biết à, biết rồi ha. Dạ. Con biết cái mất dừa không? Dạ biết. À, dạ là biết hay. Dạ. Bà làm được hết á. À. Cái đó bà cũng không học ai. Dạ. Tự bà làm. Còn nấu đồ hũ. Nấu đồ hũ con biết làm sao mà nó đông. Nó đông đồ hũ gánh đi bán. Dạ. Con thấy đồ hũ chưa? Dạ con thấy rồi, con thấy rồi. Dạ, đậu hũ đây dạ biết, con biết. Ừ. Dạ cũng biết rồi. Tàu hũ, nó gọi là tàu hũ. Dạ. Con biết làm sao mình đã đông không? Dạ. Nấu chừng cái rưỡi chưa tới cái rưỡi gạo. Dạ. Rồi mình đầu bắt đầu là mình nấu. Mình xay ra mình đổ vô mình nấu. Dạ. Đổ rồi, nấu rồi gọi là nó tới đó nha con. Dạ. Nó tới rồi rồi mình mua cái thịt. Dạ. Về cái rồi mình nướng. Ừ. Mình nướng thì nó đỏ đó. Dạ, các bạn người ta thấy cái mình lấy cái chày này mình giỏ. Giỏ nhuyễn rồi dạ. Bắt đầu là mình quay từ cái hũ á, quay dạ. Cho đều, quay dạ. Từ dưới đây quay lên. Rồi cái con nấu nó tới rồi gọi là con nấu đồ nành nữa. Dạ. Đồ nành với gạo. Đồ nành nó con biết đồ nành không? Dạ biết. Ờ, dạ đó con biết luôn. Để là con thay vô hơi thứ để con đổ vô con nấu. Dạ. Nấu đồ nó tới rồi gọi là hồi nào nó tới rồi cái con đổ vô trong cái hũ á. Cái hũ mình ra thành rồi đó. Là con đổ vô. Một đổ cái nó đông. Dạ. Nó đông rồi mình có cái gió nè. Hết cái mình bóp. Dạ. Ờ, mua ngàn hơi ngàn á mình múc cái chén đó con. Dạ. Bà cũng biết hết đấy. Và bây giờ cái lưng bà nó khùng mà. Dạ. Bà gánh không được. Tới là học á bà cũng bày hết á. Nhưng mà đâu có nhưng đâu học được. Muốn học lên trên nhà. Dạ. Dạ. Chỉ cho đoàn hoàng chứ nếu mà lơ cơ là làm không được đâu. Quên đầu quên đuôi cái là. Ôi mình mới ngồi chút xíu mà tê chân quá mà bà ngồi suốt vậy luôn hay thiệt luôn á. Mấy con, tiếng đồng hồ luôn á. Dạ. Lên mày đây, tay mày vót em tay cái ghế đây. Dạ thôi không sao con đứng chút xíu rồi con hết tê con ngồi xuống. Cái ghế tay nè trời coi cái chân của bà nè. Cái ngón chân của bà nó ngồi bằng ngồi riết mà nó tẹt ra luôn. Cái nó tẹt lét ra luôn nè bà con. À, con bác lên con nấu chắc có gì đâu. Đi học đi rồi đi. Cùng nấu sâu nha con. Nấu sâu mà cho ngon á. Dạ. Mua trái dừa. Dạ. Mua hai trái. Nấu chừng 5 cái nếp thôi. Hơi cái đậu xanh. Đậu đe đậu xanh đó con, đỡ dạ. Thiệt sạch. Chút nếp cho thiệt sạch. Dạ. Cái rau. Dạ. Cái rau rồi cái là con trộn cái dừa đó vô. Con bào cái dừa này. Đập cái dừa con bào. Bào rau cái con đổ vô con trộn cái đều. Dạ. Cái đều ấy. Cái con bỏ con đổ vô con hấp. Dạ. Nó có dừa mà nó béo. Dạ. Nó là ngon. Cái con dừa mà nạo rau để lên tay sâu ở dưới mà dừa ở tay nó không ngon đâu. Dạ dạ. Vậy đó chứ. Mình có cái trái anh hùng vậy chứ. Trí anh hùng nấu mà nó kẹt có cái trái thôi làm sao mà nấu quất nấu á thì để con quậy cho con quậy cho bà ngồi vô đi để bà quậy cho con sao con thấy bà cay mắt quá à? Thấy mắt bà đỏ vậy cái là mình bán chứ có gì đâu cái gì mình xuyên xuyên là được à để mình nhót cả nhưng mà bà ngồi bà quậy mấy tiếng bao nhiêu lâu thì bà quậy hôm nào nó tới là bà hãy quậy trời nãy giờ con thấy gần 20 phút rồi chưa thấy bà ngừng lại dạ. Bà quậy chừng nào nó tới bà hết quậy. Trời ơi trời. Hồi kia dạ. Bà không có học. Cái dạ. Cũng vậy, cái lúa cũng vậy. Đứng trên bờ thấy người ta ở dưới đám ruộng người ta ra mò đó con. Dạ. Ra mò thiệt mau lắm. Đứng một hồi. Mấy bữa không có chỉ đâu. Dạ. Cái là mình đứng mình coi cái đã. Người ta đi lúa bao nhiêu. Mấy cây dạ. Là họ đi là 15 cây là mình thấy họ ra mò 15 cây dạ. Vậy là mình để ý rồi đâm đầu chạy xuống xe quần
leo xuống cho con cái với bà nội cho con cái đi. Yeah. Mày đi đi dễ mình đi kịp lâu người ta. Yeah. Ở đầu mình đi không kịp, sao mình đi kịp, đi kịp mấy cái lâu bạn mà nó mua Phật ơi. Cái con này nó nhỏ mà nó lanh quá, bắt đầu nó sạch sạch rồi đó. Mới ra mà nó xuống nó cái rồi. Yeah. Mình lanh nhờ cái lanh đó. Yeah. Con ngày mai là mình bán 400 túi ha, bình thường bà bán 200 đúng không? Ví dụ mình nấu là 200 mình xuống mình bán. Dạ thôi mai mình đáng bán 400. Dạ mai mình bán 400 nha. Mà đâm xuống thì chưa được tiếng đồng hồ là hết rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi vậy là, thôi mình bán hai, mình chắc phải bán 2.000 quá. Do là mình bán 1.000 gói đâu. Học sinh nó làm gì có tiền con. Dạ. Có một... đứa nào nó đứng á. Dạ. Không có tiền á. Mình đưa tao đang gói cũng được. Con con chạy luôn con hộp đi con. Chạy luôn có để vô lốt. Trời ơi. Bán 1.000 một gói mấy cục ngoại. Đứa này đứa nọ. Dạ. 1.000 gói mấy cục ngoại. Ngon hả? Dạ. Ngon thì mình bỏ cho người to thì mình bỏ 5 viên. Dạ. Nhỏ thì mình bỏ 6 viên. À, nó cũng hơn cây kìa mút con. Vậy là đâu có lời gì ngoại. Ê. Sao lời? Cái gì con? Sao lời bán một ngàn mà lời lỗ thì mình cũng dạ. Yeah. Giờ không quan tâm nữa. Ừ, làm cho vui thôi. Mô Phật. Dạ. Rồi ngày rằm ngày mùng 1 á mình đi chùa. Tối là mình làm xong rồi mình tụng kinh. Dạ. Để cho mình đi gì con. Dạ. Còn ăn chay á. Dạ. Ăn chay con biết không? Ăn chay mình ăn chứ. Có cái duyên là mình ăn tới. Dạ. Đây này, bà có duyên đây nè. Dạ. Bà vô cô Đại Nhàn ở chùa cô Đại Nhàn ở trong trong gì? Trong cái gì đó kêu bà ở trong mê thuộc ở Ly Lên á. Dạ. Quên rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Vô trong đó đi tu một tháng hay về bắt đầu ăn chay luôn. Dạ. Ăn chay gần hơn là 10 năm đó con. Dạ. Mình trời, có cái ngoài, trời ơi, ngoài nó giọng rộn ràng đúng không? Người ta ăn chừng á, dạ. Ba tháng người ta nghỉ, ba dạ. Tháng người ta nghỉ cho. Ủa ngoài ngoài quê đâu ngoài? Ở Quảng Quảng Nam hả? Ở Quảng Nam. Ủa. Ở về Đà Nẵng. À, Quảng Nam. Ở về Điện Bàn hả con? À Điện Bàn. Điện hầu, Bàn. Hầu kia là chợ tổng, họ đặt chợ tổng. Dạ. Bây giờ họ đặt cái gì không biết. Họ đặt cái gì con có biết không? Cách cách cái ngoài thử nghe đây. Bây giờ họ đặt mới á, chợ tổng mới là cái gì? Dạ con không rành. Đi lâu quá đâu. Dạ con cũng không phải dân ở đó, con không có rành luôn á. À vậy hả? Dạ. Tao tưởng mày Điện Bàn hả? Điện Bàn hả ngoại? Ờ Điện Bàn, ở về Điện Bàn. Ồ ngoại ở quê gốc Điện Bàn Quảng Nam nha. Ừ. Đây các bạn các bạn fan. Dạ. Ừ. Ở đó đi ra chùa Nôn Nước gần mà. Dạ dạ. Rồi các bạn thân mến, bây giờ các bạn thân mến, hôm nay đó bây giờ là 5 giờ chiều ha, mình từ ở ngoài cái điểm. Dạ 5 giờ. 5 giờ. Mới tờ rồi giờ mới nấu có nồi kẹo mà. Dạ. 5 giờ rồi. Mới nấu có nồi kẹo 5 giờ. Như vậy là ngày mai là nếu mà con phụ với ngoại bán là phải hai nồi hả? Ngoại lên nồi, ngoại làm nổi không? Ngày mơ bà nghĩ nấu mới nấu cho cái cô kia. Mày, dạ. Cái cô không ngày mốt, cô... ngày mốt. À. Dạ. Cái cô cái kia đi về Sài Gòn đó. Dạ. Của đường tiểu á, nấu đủ số tiền cô đi một phần. Dạ. Một triệu giờ được nấu nó mấy nồi, một nồi hả ngoại? Mấy cái nồi vậy? À. Nồi đây nè, nồi thứ hai. Dạ. Là họ trả 1 triệu là nấu hai nồi. Anh chị hả? Dạ. Anh chị ở nhà. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi ngoại nhớ không? Bà hả? Bà dạ. Năm nay 87 rồi con. 87. Ừ. Ồ. Trời vậy là sáng nay đứa nào nói 81. 87 rồi chứ, 81 gì? 87. Ngoài còn ngoài có được mấy cháu? Được bên ngoại bên nội là 12. Để thử 12 con, 12 đứa 8, con. 89 10 11 á. Dạ. Bên nội là 11. Còn bên bên ngoại. Bên phía ấy cháu kèo cố được ba. À cháu kêu cố còn ba. À còn thằng mà chết đầu đây là thằng đó là còn hơi. Dạ. Hơi trơ. Dạ. Hơi trơ một trơ ở trong Sài Gòn con. Dạ. Một trơ ở ngoài Đà Nẵng. Dạ. Làm cho người ta đó.
Thì do mình không, khổ tóm, quá. Tóm lại là ngoại ngoại có mấy con trai mấy con gái? Coi như là tất cả là 7. 7. Mà từ bà đỡ ra cô bà vợ bà vô đằng này cái là Tết, rồi Tết Phú Mỹ. Dạ. Rồi ở ngoài là cô. Dạ. Rồi cũng ở ngoài đó là hơi đứa. Dạ còn 5. Rồi bây giờ anh làm trong này là 4. À. Có 8 này. Dạ. Con tính thử. 8 dạ. Bây giờ còn 3. Ồ vậy là mất hết 5 người lần á hả? À. Ôi có 8 người con mà mất hết 5 người còn 3 người. Ừ. Giờ có ai ở đây với ngoại không? Có. Với bà không? Không, ngoại thì không có. Nó ở ngoài nó đi học đi đồ cho vậy con. Vậy? Bây giờ vậy bà ở đây với ai? Hả? Thì bà ở một mình bà ăn chay trường đó. À. Mùa Phật đó. Rồi giờ là bà ở mình cái nhà này hả bà? Dạ, nhà từ đường con. À cái nhà ngoài là nhà từ đường. À. Còn bà thì bà ở phía sau hả? Được thờ đồ đó con. Dạ. Ừ. Thì khi nào mà bà đi rồi thì nó phụng phượng. Vậy dạ. Đó. Dạ. Con thằng con trai đây nè, nó phụ phượng. À. Thì có cái anh con trai ở gần đây phụ bà đúng không? Dạ. Dạ. Dạ, đúng á. Ừ. Thì bà cũng đi tùm lum hết con ơi. Hầu ưng ông mày đi tùm lum hết. Ở Trà Bá, ở là cô. À, ưng ông mày là Phú Mỹ rồi chạy vô Phú Quang. À, chạy yeah. Mỹ Thạch cái đấy. Yeah. Mỹ Thạch rồi tới Phú Quang. Yeah. Phú Quang rồi chạy về Bình Định, về xứ ổng. À, à ông là ông Bình Định. Ông ở bên Ba Hê mà. Dạ. Yeah. Ông ở Bình Định bà. Rồi hai người đi đâu hai người đi đâu mà yêu nhau vậy? Cái hồi đó hả? Đi đâu mà va vào nhau vậy? À, cái hồi đó là tính đóng là bà cũng hỏi thăm cái cô mà quen. Dạ. Bọn á. Dạ. Bọn nó có lính có tầm lính. Dạ. Rồi bọn mới về, bọn mang cái ruột to rồi. Rồi bọn về. Bọn về mới nói là cô Phán, cô có đi là em cho tôi đi với. Chứ yeah. Bây giờ ở Hà Lôm đây nó khổ quá nó. Yeah. Mà ông anh cũng đi lính. Yeah. Ông lính ở trong Sài Gòn. Yeah. Bây giờ chắc chết rồi. Yeah. Hồi đầu ông mới nói vậy nè. Ông nói em ở nhà đi. Anh đi hồi đó bác cái gì vậy? Bác quân dịch hả? Dạ bác quân dịch. Ừ. Dạ xưa gọi là dạ, bác quân dịch. Với bà trống ông. Bác bị trống ông. Ông đây ông nói thôi em ở nhà đi. Rồi anh vô thời gian là anh gửi thơ về rồi. Rồi em vô theo. Dạ cái ổng đi luôn. À, đi dạ. Luôn cái đâu có thơ có từ gì. Dạ. Rồi bắt giờ là chắc cháy sao đó. Ồ. Ừ. Ủa vậy là sao? Hôm nay tin tức gì. À vậy là ông đi mất tích luôn. À ổng cháy luôn. Cháy cái gì ổng cháy. Ồ vậy bà cũng khổ lắm không. Ủa vậy là ông lúc mà ông mất là năm nào bà? Dạ, ông cháy năm nay được ba gần chưa được 4 năm. Chưa được 4 năm. Chưa. Ủa là làm sao tức là ông đi ông không đi ông mất mới luôn. Ông mới có 85 này. Hả? Ông dạ. Mới có 85. Ông 85 ừ. Là ông mất năm 85 tuổi. Ừ. Nhưng mà bà nói là ông đi mất là ông đi đâu, đi quân dịch đi đâu là sao? Con không hiểu. Đó là ông anh. À ông anh. Trời nãy giờ con tưởng là ông ông già hả? Ông con, chồng hả? Tưởng ông chồng. Ông đi ấy hết. Ông à. Ông mất năm nào? Ông đi trước. Ông ngoại mất năm nào? Ở năm nay gần chưa được 4 năm, 3 năm, yeah, 3 yeah. Năm rưỡi vậy. Nhưng mà ông ngoại là... Ừ? Ông thọ được 85 ừ. Đó. Trời ơi. Cái bụng bự quá, ngồi nó cấn mới. Nó con khổ quá con ơi. Dạ. Đi tùm lum tùm lum mày thấy nè. Chân nó như chân ấy. Dạ đó, cái chân, ngón chân của mày là bị ấy đó, đi quá nó mà vậy đó. À đó. Khổ ghê con. Dạ. Hầu đó khổ, khổ quá. Nhưng mà bà, nhưng mà ngoại... Bà vô đây ha. Dạ. Là do là chạy về Bình Định nó khổ quá. À là... Mấy ông đi gạt lúa mà có ông nhấm lúa vậy. À. Mà miết mấy mừng hơi giờ ông mới gì. Tôi nói thôi ông ơi, nghỉ đi. Giờ đây... Theo tôi. Ông nghỉ đi. Ông nghỉ dạ. Đi. Dạ. Không có đi cát nữa, không có đi làm nữa. Dạ. Bây giờ tôi nói thiệt với ông nha. Ở nhà tôi nuôi. Bây giờ đi vô buôn hồ đi. Không biết cái buôn hồ ra sao. Tôi nói cái miệng mình đây nè. Dạ. Mình hỏi người ta chứ. Mình vô chứ. Chứ cứ nói không biết. Ủa nhưng mà sao mà bà lại biết cái buôn hồ? Rồi tự nhiên biết gì. À vậy hả? Tự nhiên nó đó bà ông đi buôn hồ. Rồi ông đi vô Sài Gòn thời gian. Dạ. Ông đi bên kia đó. Dạ. Bố mẹ đó. Dạ. Cái rồi mới qua bên đó. Rồi đưa ông vô Sài Gòn đi học trong đó. Dạ. Rồi về cái rồi nằm suy nghĩ được một tháng. Cái suy nghĩ thấy ông về cái rồi
thì nghỉ tháng rồi nó thâu ông ơi. Để cha nó vô vùng hồ đi ông. Đi về về xứ ông đi, rồi trở lên rồi đi. Rồi về dưới đó cái rồi ra đóng xe đi luôn. Hồi ở đây khó khăn quá con ơi. Ồ, phải đổ nó ra nước vậy hả ngoài? À, để thử rồi được con, tới rồi nhát xuống cho con. Ồ, làm sao mình biết nó tới hay không tới? Biết chứ. Nó cứng. Nó cứng kệ mình nhát xuống. Đó, cái gì các bạn thấy công phu không? Nãy giờ ngồi nếu mình coi cái video này chắc nãy giờ cũng 40 phút hơn rồi đó. Mấy giờ rồi? Mấy chục phút rồi? Lần tới đó con. 37 phút rồi, chắc là thôi mình chắc phải xin kết thúc cái đó. Đây nè, đâu có cách ngoại làm nè. Mà biết cái nghề kẹo đây. Đó. Không biết đâu. Đó, nó dính rồi đó. Đó. Cứng cho mình chút rồi. Phải cứng chút xíu nữa mới được hả ngoại? Không, nó chảy nước. Dạ, chứ không, nó chảy nước. Đây mọi người thấy đó, kỳ công ghê không quay, quay rất là kỳ công luôn đó, gần 40 phút nãy giờ ngồi chịu, ngoài chịu trận hoài, người ta làm không có được đâu, cái gì cũng gì có, cái đầu á con biết không, răng đầu đi, trao vô cái hộp mà họ bấm bột á, trao hết vô, mình mua làm chục ký, về mình răng. 5 cái mè, chục cái đậu, mình rang rau đó mình cho nó vô hết luôn, mình giả mè mình giả đi, gừng mình cũng giả, nấu nó mà không có gừng là không ngon, nó không có thơm. Lát có gừng, mình có bỏ gừng đâu đây sau hả? Có chứ. Gừng bỏ một lần. Dạ. Rồi quý vị các bạn thân mến, đó. Cái bỏ hơi lần là nó lờ kẹo. Dạ. Mình để len lén đi vô hậu trường nhà bếp của ngoại tèo nha, và mình đó mọi mọi người thấy chứng kiến cái cảnh là nấu kẹo không hề đơn giản chút xíu nào đó. Thôi lửa giờ mấy chú thương rồi. Thì coi cũng cảm ơn mấy chú bây giờ không biết nói sao chú ơi. Rồi cho nên là bây giờ bà nậu cũng rất thiệt lũ con ha. Cái đây cũng cái mình kẹn á, mình mạnh á là mình làm, mình yếu mình nghỉ, mình làm cho có đồng ra đồng vô, mình đứng an như mình ăn. Dạ đúng rồi. Khi nào mà mình cơ chúng á, mình nằm một chỗ con nó nuôi. Dạ. Thế bây giờ làm sao? Bây giờ bón cái kẹo đây nó quen rồi. Dạ. Bây giờ học sinh nó nói là bà nội ơi bà nội. Dạ. Hỏi cái gì hả con? Bà nội ráng sống giờ năm nghe bà nội mua Phật chết cái trò khỏe. Mua Phật chết cái trò khỏe. Bà kẹo bà nội ráng làm kẹo cho lũ con mua ăn chứ không thôi. Không có bón đâu. Mà không thiệt như kẹo của nậu. Vì sao họ nấu đường hóa học. Đường hóa học dạ, đây là đường cát. Đường cát nắng với đường nâu, đường vàng á. Thì con cũng biết rồi đó. Dạ dạ. Rồi về bà nấu dài đây cái đồ. Đó mình thấy nó đậu nó độc nó đặc lại đó. Bà bán là coi như ái kẹo thì 100. Ví dụ bà làm nổi thì 100. Dạ. Bà làm nổi như bà làm nổi thì 150. Dạ. Mà làm nổi vào bán 100 vậy đó. Cho nên là giờ quốc bà ra nó nở lắm. Dạ. Bây giờ mà bà làm 400 là gian nan lắm nha bà con cô bác, cho nên là sáng chủ nhật, sáng chủ nhật 9 giờ sáng chủ nhật này ngày 11 tháng 9 năm 2020 quý bà con cô bác ở tại khu vực Buôn Hồ, đó thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cố gắng tới để ủng hộ bà tại ngã tư đường Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành. Đó, cái vị trí lúc đầu mình có xe ngay trên cái đầu của video này. Số 47 đường Hoàng Diệu. Số 47 đường Hoàng Diệu ngay ngã tư Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành. Gần rất gần với chợ Buôn Hồ, rất là dễ kiếm nha quý vị. Bạn mong mọi người ra ủng hộ giúp cho ngoại treo rồi cùng với Carlomen cố gắng mình tạo một cái buổi bán hàng kỷ lục. Mặc dù ngoài bán nó đắt lắm, ngoài bán ngày 150, 200 túi là bình thường, nhưng mà cái này bán 400 túi thì ngoài rất là cực nha. Rồi những hình ảnh và những cái chia sẻ của ngoại mình thấy thật sự nó đầy triết lý sống trong đó và thật sự là dễ thương vô cùng. Quý vị các bạn có thể chiêm nghiệm những cái câu nói đó, bây giờ mình lặp lại nó quá dài đúng không, quá thừa. Rồi chút xíu nữa mình sẽ cố gắng tranh thủ ghi lại những hình ảnh mà tuyệt đẹp là bán lúc mà ngoại kéo kẹo. Bán là có trường hợp nó ăn. Dạ. Nó nói là cho bà nậu bán ở đâu mà không trúng trường hợp. Nó bà nậu bưng ra tới chợ là hết mà làm sao con. Đầu lắm, đứa này ra được đất tới đứa kia. Đứa này ôm hung, đứa kia ôm hung.